Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, các con có hay đi xem siếc không nào? Và trước khi chúng ta đi xem siếc thì thường chúng ta sẽ được phát những tờ quảng cáo của rạp siếc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập đọc chương trình siếc đặc sắc Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một tờ quảng cáo của rạp siếc các con nhé Chúng ta sẽ vào phần luyện đọc. Với bài này, các con đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Chương trình siếc đặc sắc Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 Giạp siếc chú ngựa vằn Nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu Siếc thú vui nhộn, dí dỏm Ảo thuật biến hóa bất ngờ, thú vị Siếc nhào lộn, khéo léo, dẻo dai dạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi. Giảm giá vé 50% cho thiếu nhi, giảm 10% cho các đoàn đi tập thể. Mở màn, hàng ngày 19 giờ, chủ nhật và ngày lễ, 8 giờ, 15 giờ, 19 giờ. Liên hệ tại dạp theo điện thoại 360. Rất hân hạnh được phục vụ các em nhỏ và quý khách trong bài này chúng ta có một số từ ngữ khó con cùng nhìn lên màn hình cô có bốn từ ngữ cần con lưu ý như sau từ đầu tiên là tiết mục tiết mục là từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn từ thứ hai là tu bổ tu bổ tức là sửa lại và thêm cái mới cho tốt hơn đẹp hơn thứ ba là mở màn mở màn tức là bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật cuối cùng là hân hạnh hân hạnh là lấy làm may mắn và vui mừng Để chúng ta tìm hiểu chi tiết được dễ dàng thì cô sẽ chia bố cục thành 3 phần. Phần 1, mục đích in tờ quảng cáo, phần 2, nội dung của tờ quảng cáo và phần thứ 3, những nơi thường xuất hiện tờ quảng cáo. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết. Phần 1, mục đích in tờ quảng cáo. Dựa vào sách giáo khoa cũng như kiến thức mà các con có. Các con hãy cho cô biết, dạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì? Đúng rồi, cô chúc mừng con! Dạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem. Vậy tờ quảng cáo có những nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến phần 2 nội dung và hình thức của tờ quảng cáo. con hãy cho cô biết tờ quảng cáo có những nội dung gì? rất chính xác. Nội dung của tờ quảng cáo giới thiệu về các tiết mục của dạp. Siếc thú thì vui nhộn, dí dỏm, ảo thuật thì biến hóa bất ngờ, thú vị. Siếc nhào lộn khéo léo, dẻo dai. Không chỉ có thế. Tờ quảng cáo còn nêu những ưu đãi của dạp. Dạp mới được tu bổ, giảm giá vé 50% cho thiếu nhi và giảm 10% cho các đoàn đi tập thể. Mở màn, hàng ngày thì 19 giờ, chủ nhật và ngày lễ 8 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Tờ quảng cáo còn in số điện thoại để liên hệ nữa. Đây toàn là những nội dung mà mọi người cần biết, mọi người mong muốn được biết đúng không các con? Vậy con thấy cách trình bày tờ quảng cáo có gì đặc biệt? Rất chính xác. Hình thức trình bày của tờ quảng cáo có rất nhiều nét đặc biệt. Thứ nhất là về nội dung, thì chúng ta thấy là tờ quảng cáo thì thông báo những điều mọi người đều quan tâm. Đó là gì? Là những tiết mục mới ra mắt lần đầu, gồm có siết thú này, ảo thuật, siết nhào lộn. Tờ quảng cáo còn thông báo về những dịch vụ của dạp, đó là dạp mới được tu bổ, giảm giá vé 50% cho thiếu nhi, giảm 10% cho các đoàn đi tập thể. Dạp còn có thời gian mở màn và số điện thoại để liên hệ nữa. Toàn những thông báo mà mọi người đều quan tâm đúng không các con? Về hình thức, thì lời văn ngắn gọn được viết thành từng dòng riêng cách trình bày đẹp dùng nhiều kiểu chữ khác nhau nội dung quan trọng thì được in đậm nét giúp người xem dễ dàng nắm bắt được thông tin đặc biệt tờ quảng cáo còn có nhiều tranh minh họa ngộ nghĩnh và lôi cuốn nữa cách trình bày tờ quảng cáo rất đặc biệt đúng không nào cũng bởi là trình bày như thế nên chúng ta mới có thể thu hút được mọi người, thu hút được sự quan tâm của mọi người, mang đến cho mọi người những thông tin về chương trình siếc mà dạp của mình sắp tổ chức để mọi người biết, đến và mua vé xem siếc. Chúng ta vừa tìm hiểu về nội dung của tờ quảng cáo. Vậy con thường thấy những tờ quảng cáo ở đâu? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba, những nơi thường xuất hiện tờ quảng cáo. Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, con hãy trả lời giúp cô, con thường thấy các tờ quảng cáo ở những đâu? Đúng rồi. Quảng cáo thì có ở nhiều nơi, như trên báo, tạp chí, trên màn hình vô tuyến, trong đài phát thanh, các biển quảng cáo trên đường phố, trong công viên, trong sân vận động, trong mỗi cửa hàng, cửa hiệu hay còn có người vừa bán hàng vừa dùng loa quảng cáo các con thấy rằng các tờ quảng cáo thì thường được xuất hiện ở những nơi đông người những nơi nhiều người qua lại chỉ có như vậy thì mục đích của tờ quảng cáo mới được thực hiện đúng không các con mọi người mới biết đến nội dung quảng cáo và đến xem hay là đến mua như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài này bây giờ chúng ta sẽ cùng kết luận lại một số vấn đề nhé tổng kết bài đọc đã giới thiệu về mục đích nội dung và hình thức của một tờ quảng cáo. Các con thân mến, bài tập đọc về chương trình siếc đặc sắc nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con vì đã học bài thật chăm chỉ. Hẹn gặp lại trong những bài học lần sau.